20 giờ tối nay, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức chương trình phát động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước với chủ đề Mái ấm cho đồng bào tôi. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam và tiếp sóng trên các kênh Đài truyền hình trong cả nước. Ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít. Đây là lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Chính phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025. Phong trào nhắm đến việc huy động nguồn vốn xã hội hóa kết hợp với nguồn lực từ nhà nước để thực hiện ba nhiệm vụ lớn: hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, hỗ trợ nhà ở theo các chương trình mục tiêu quốc gia mà xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ gia đình không thuộc hai nhóm trên. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, qua rà soát, hiện nay cả nước còn hơn 153.000 nhà tạm dột nát ở các mức độ khác nhau. Nếu hỗ trợ các hộ dân với mức 50 triệu đồng trên một hộ xây mới, 25 triệu đồng đối với hộ sửa chữa nhà ở, thì cả nước cần hơn 6.500 tỷ đồng.